Mentor Drip Jedi High End Equipment Instructions. Cẩm năng hướng dẫn sử dụng nhanh thiết bị Hoa Kỳ tại Toy Dream Center. Chào mừng các bạn đến với chương trình hướng dẫn sử dụng thiết bị Mỹ Đế 2M của THOL Dream Center. Tôi là Duy Nguyễn, THOL Founder. Chào mừng các bạn đến với THOL Dream Center, hàng triệu đô la để chứng kiến dòng máy tập đẳng cấp Performance Plus. Trên màn hình các bạn thấy là một chiếc máy rất tuyệt vời trong hệ Performance Plus có tên là Frontless Core, có nghĩa là nằm sấp xuống và móc đùi. Như Duy đã nói trong những video trước, cái ghế mà ngồi móc đùi không ăn thua. Đó, nên cái ghế ngồi móc đùi là Duy không có nhập. Đó, mà Duy chỉ nhập cái ghế nằm móc thôi. Còn cái ghế ngồi móc là hệ PA. Bởi vì mới nói các bạn là PA và Performance Plus là hai cái mảng ghép nó hoàn thiện cho cái trung tâm gym triệu đô. Một chiếc máy tập rất là vô đùi sao, vô mông, là chiếc máy rất cần thiết và quan trọng cho hầu hết tất cả mọi chị em phụ nữ và những người yêu thích vòng mông vĩ đại như vậy. Mà giá nó rẻ lắm, có 110 triệu thôi. Rồi, cái máy này các bạn chú ý những cái vị trí chỉnh sau đây. Cái ghế này không có gì để chỉnh hết. Vị trí chỉnh duy nhất là này nè. Cái vị trí này chỉnh dành cho những người chân họ ngắn, thì họ chỉnh cái vị trí chốt phía ngoài. Duy đánh dấu từ 1 1 2 3 4 5 6. Đó, 1 2 4 5 6. Vị trí số 1 á là dành cho người chân ngắn, rút cái chốt ra, càng đi về sau là người chân dài. Chân dài răng động tác nó dài hơn chân ngắn. Vị trí bắt đầu, đầu gối nằm đây, trên đầu gối một chút xíu, bạn áp vào vị trí ghế, nhớ nha, trên đầu gối một chút xíu, không có nằm dày, cũng không có nằm dày, mà phải nằm như vậy. Rồi các bạn ngả người ra, đó, mà nhìn cái chân của Duy á, nó không cái bát ở đằng sau á, nó không có được chạm vào vị trí cổ chân, nên khi mà Duy móc lên cái răng động tác nó rất ngắn, nó sẽ không vô nhiều. Đó, và nó gây cho mình hơi bị đau chân tí, nên các bạn phải chỉnh tiếp, mình phải chọn một cái răng nó dài hơn. Đó, nó phải dài như vậy mới phù hợp với Duy. Đó, dài nữa thì Duy cao mà được cao nữa. Nằm đây, ngã người ra đúng vị trí rất đẹp, hai tay cầm chặt cái này, cầm tựa vô ghế, ngẩng lên móc. Đây là một chiếc máy rất quan trọng nha. Các bạn hãy cùng chiêm ngưỡng vẻ đẹp của chiếc máy có tên là Frontless Core. Tất nhiên là Duy vẫn rất tự tin hơn những cô ngủ trong đây. Cái điều mà Duy luôn nói khi mà Duy thực hiện dự án này, Made in USA and Made in Vietnam. I'm Duy Nguyễn, Made in Vietnam. This machine Made in USA. Hãy cùng Duy Nguyễn đến Hoa Gym để khám phá, trải nghiệm những series máy tập đẳng cấp hàng đầu hành tinh City Full Run 400 triệu. Và đây là chiếc máy mắc tiền nhất chỗ này, 300 triệu. Thiên đường tạ thẻ phi quay. Chiếc máy 130 triệu. Power Rack 2M
Haprak đẳng cấp thế giới. Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam. Phân phối thực phẩm bổ sung thể hình và mạng lưới trung tâm gym THOL lớn nhất Việt Nam. BBT, anh cả tiên phong ngành gym và supplement. Duy Nguyễn, BBT Founder.